Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thay đổi DNS trên Winmerge. Chúng ta thay đổi DNS trên Winmerge giúp cho tốc độ mạng của bạn sẽ nhanh hơn. Để thay đổi DNS trên Winmerge, chúng ta gồm các bước sau đây. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ bấm vào biểu tượng mạng bên góc phải bên dưới của màn hình. Đây, tôi sẽ bấm vào biểu tượng mạng. Ở đây tôi dùng Wi-Fi nên tôi sẽ bấm vào biểu tượng mạng. Sau đó chuột phải này, các bạn sẽ chọn vào Open Network Internet Setting. Tiếp theo, các bạn sẽ kéo xuống và các bạn sẽ chọn vào mục Network and Setting Center. Đó, các bạn chọn vào. Tiếp theo, các bạn sẽ chọn vào mục số 2 là Chain Adapter Setting. Rồi, các bạn sẽ bấm vào mạng các bạn sử dụng ở đây. Đó, các bạn chọn vào, sau đó bạn chuột phải, các bạn chọn Property. Tiếp theo, chúng ta sẽ chọn vào mục Internet Protocol Version 4. Đó, chúng ta tích vào. Ở đây, các bạn sẽ thay đổi địa chỉ DNS cho máy tính. Ở đây tôi sẽ thay đổi DNS của Google giúp cho các bạn chúng ta sẽ tăng tốc mạng hơn và truy cập vào địa chỉ Google nó sẽ nhanh hơn. Ở đây các bạn giữ nguyên là thay đổi địa chỉ IP tự động. Còn ở đây các bạn chúng ta sẽ bấm vào mục ở dưới là sử dụng địa chỉ mới. Ở đây tôi sẽ nhập địa chỉ DNS của Google. Tôi sẽ nhập là 8888888 và 44. Đây là địa chỉ DNS của Google. Khi các bạn nhập địa chỉ này thì tốc độ mạng các bạn chúng ta sẽ nhanh hơn một xíu. Sau khi nhập xong rồi á, bạn chúng ta bấm vào OK. OK. Như vậy là chúng ta đã thay đổi địa chỉ DNS của Google trên máy tính của các bạn. Như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách thay địa chỉ DNS trên máy tính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.